Chi Dân chia sẻ xúc động khi mẹ qua đời, từng lên TV vì con, liên tục gọi bé Hiếu của mẹ. Mới đây, ca sĩ Chi Dân đã đau buồn thông báo tin mẹ ruột của anh vừa qua đời. Nam ca sĩ thay đổi ảnh đại diện của trang cá nhân thành hình chụp với mẹ và chia sẻ xúc động. Cảm ơn mẹ đã mang con đến cuộc sống này. Hạnh kiếp sau mình lại làm mẹ con tiếp mẹ nhé. Vĩnh biệt mẹ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về con và anh chị em trong gia đình nữa. Bé Hiếu của mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn nhớ những gì mẹ dặn dò mà. Con yêu mẹ và gia đình này rất nhiều mẹ ơi. Giờ đây, anh tạm gác công việc để cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ. Được biết, mẹ Chi Dân đã nhập viện vài ngày trước do bệnh cũ tái phát và được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, các nghệ sĩ như Trịnh Thăng Bình, Lý Quy Khánh, Ngô Kiến Huy, Phan Lê Ái Phương, Văn Mai Hương cũng gửi động viên và chia buồn đến Chi Dân, mong anh vượt qua nỗi mất mát này. Đặc biệt, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đăng hẳn một dòng trạng thái để từ biệt mẹ Chi Dân. Tạm biệt bác, kèm theo ai cần buồn rơm rớm nước mắt là người bạn lâu năm và cũng là bạn gái tin đồn của Chi Dân. Nên chắc hẳn lúc này, Ninh Dương Lan Ngọc cũng rất đau buồn trước sự ra đi của mẹ anh. Trước đó, vào chiều ngày 14 tháng 4, Chi Dân từng đăng tải một đoạn trạng thái với những dòng cầu nguyện xin cho mẹ tai qua nạn khỏi. Thời điểm đó, nam ca sĩ đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ. Hình ảnh Chi Dân nắm chặt tay mẹ để tiếp thêm sức lực làm nhiều người xúc động. Chi Dân sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, gồm 8 anh chị em. Bố của anh đã mất từ sớm, mẹ anh một mình lo lắng chăm lo cho các con. Với Chi Dân, mẹ chính là người có ảnh hưởng nhất đối với anh. Mình làm gì cũng nghĩ đến mẹ. Ba Dân mất sớm, một mình mẹ lo cho 8 anh chị em trong nhà. Nên những điều Dân đang làm bây giờ đều vì mẹ. Tuy vậy, Dân rất ít khi tâm sự với mẹ vì sợ mẹ buồn. Với mình, mẹ là người để Dân yêu thương, chăm sóc, Chi Dân từng tâm sự. Từ đồng nghiệp cho đến người hâm mộ đều bày tỏ sự tiếc thương vô hạn, gửi lời chia buồn, động viên nam ca sĩ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Được biết, Chi Dân là một người con có hiếu và hai mẹ con rất yêu thương nhau. Cách đây 6 năm, mẹ Chi Dân từng lặn lội từ quê Kiên Giang lên Sài Gòn tham gia một game show vì con trai mình. Tại game show này, dù không thể hiện tình cảm trực tiếp nhưng qua cách ứng xử, giao tiếp có thể thấy được sự yêu thương hai mẹ con dành cho nhau. Suốt chương trình, mẹ Chi Dân gọi con trai là bé Hiếu. Cách gọi thân mật ở nhà cho thấy cô rất cưng con mình. Cô Ánh tự giới thiệu, tôi tên là Dương Thị Ánh, năm nay 66 tuổi, quê ở Kiên Giang. Theo luật game show, Chi Dân phải tự nấu một món ăn dưới sự hướng dẫn của mẹ. Cô Ánh không cần suy nghĩ đã chọn ngay món vịt nấu chao và nói, ở nhà tôi thường làm vịt xào gừng, vịt nấu chao cho con ăn nên chắc nó biết nấu. Chi Dân cũng chia sẻ, mẹ tôi chọn món vịt nấu chao vì mẹ biết đó là món tôi rất thích. Mẹ nấu cho tôi ăn nhiều tới mức bây giờ tôi có thể tự nấu được món này. Mẹ hiểu rõ về tôi nên mới chọn cho tôi nấu món này để tham gia thử thách. Qua lời chia sẻ của hai mẹ con, có thể thấy mẹ Chi Dân rất hiểu và chiều con, thường nấu ăn cho con trai. Trong lúc Chi Dân thực hiện thử thách, cô Ánh dù đứng ngoài nhưng vì lo lắng cho con nên bồn chồn không yên. Liên tục chỉ con lấy từng loại gia vị nguyên liệu, hướng dẫn cả cách chặt vịt và chữa cháy khi vịt bị mặn. Đến khi được tham gia cùng, mẹ Chi Dân lao vào giúp con. Dù đã nhiều tuổi nhưng cô vẫn cố gắng hoạt bát, lanh lẹ để giúp con hoàn thành thử thách, còn gọt cả khoai cho con. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, Chi Dân đã hoàn thành thử thách nấu nướng một cách ngoạn mục dù lần đầu vào bếp.